Hello anh em nhé, hôm nay là chủ nhật thì tuần trước mình đi đã móm được hai con cá diếc, không nói chuyện móm đi. Khi nào được một con trôi hoặc là con gì khác thì không móm. Hôm nay mình lại đi đánh lục và kết hợp lăng xê. Ok anh em. Này, đây vẫn là bài mồi cũ thôi. Thực ra cái bài mồi này mình giới thiệu với anh em rất chi là nhiều lần, nhưng mà có một số bạn ấy thực sự là không xem video và cũng không có tìm hiểu xem là mình nói cái gì. Nên mà mong anh em cố gắng xem video đừng có thua, được tua thì mình sẽ hiểu thế thôi. Đó, vẫn như cũ thôi. Thực ra thì làm qua làm lại làm hoài thì cũng thấy hơi nhàn với cả cái bài này rồi. Thế nhưng mà thấy nó hiệu quả thì mình cứ làm thôi. Thấy hiệu quả thì mình cứ làm. Đây là mình câu hồ dịch vụ anh em nhé. Thực ra cái hồ này thì anh em cũng quá biết rồi, mình quá quen thuộc với cái hồ này. 100.000, ngồi cả ngày bét nhè luôn. Đây cám gạo từ lần trước anh em này. Nó quá nhiều cám gạo chứ không phải vừa, chắc là phải hơn cân quá. Ở chắc là hôm trước thì tôi lấy nó không đủ. Rồi anh chàng mẻ chua rất chi là ngấu. Anh em nhìn này, ngấu chưa, quá đẹp luôn, một cái hũ mẻ to vật. Rồi ok, đảo hai thằng này lên. Cắm gạo sống nhá, không phải cắm gạo rang anh em nhá. Nhắc đi nhắc lại. Thính nền cho 3 bát. Vậy là tôi đi câu được khoảng một hôm nữa thôi là hết thính nền rồi, thì tôi sẽ phải lại ủ một thùng thính mới. Thính nền thì còn cái tầng này thôi này. Tôi chết rồi, tôi lại quên mất trứng gà. Tôi sẽ đi mua 3 quả trứng gà đỏ về anh em nhé.
Con tôi chết, vừa xong tôi quên tôi không tắt video. Đây, vừa đi tậu được 3 quả trứng gà. Cắm trứng này, thực ra cái gói này thì nó còn một tí thôi. Hôm trước thằng em nó lấy, nó còn một tí nữa là tôi cho vào. Thực ra chỉ cần một gói cắm trứng thôi, nhưng mà tôi cho một gói rưỡi. Tại vì cái chỗ kia nó thừa có rất ít nữa nha, để chả làm gì. Cho vào nó cũng không ảnh hưởng. Ổ mồi này hôm nay rất chi là nhiều đấy. Hạt sốt này không thể thiếu. Rồi. Giờ còn thiếu mỗi thính chảo nữa thôi, cho vào là được một ổ thính câu lục. Thính chảo đây. Nói đi nói lại anh em bao nhiêu lần nhá. Thính chảo nó có hai dạng, dạng chuẩn là thính là gạo rang 8 lạng với cả 2 lạng đậu tương, còn một loại thì nó là nguyên gạo rang mới xay nhuyễn thôi. Ok nha. Khoảng tầm 5 lạng thính chảo. Thế là ok rồi. Rồi, bây giờ mình đảo đều cái này lên là được ổ phục câu lục. Ấy, ổ thính hôm nay thì rất chi là nhiều, nó phải trên dưới 6 5 6 cân anh em ạ. Ok. Cho vào túi ni lông mang vào hồ chiến thôi. Hôm nay hôm qua thì thời tiết nó bắt đầu nó thay đổi trở lạnh anh em ạ. Hôm qua hôm kia. Hôm nay cá khả năng nó rất khó câu, tôi hy vọng là sẽ không móm hôm thứ hai. Anh em nhìn rất chi là nhiều. Đấy mà bịch thính to vật vã luôn, đi lấp hồ luôn. Nhìn thấy cái bịch thính của tôi mà người ta phát sợ. Quá trời thính luôn, một bịch to. Rồi ok anh em. Anh em nắm mồi lăng xê ha. Tôi sẽ nắm trước hai cái lăng xê. Hôm nay câu thì sẽ khoảng tầm 4 giờ 4 rưỡi thì tôi sẽ xuống hồ. Câu đến tối. Để chủ yếu là câu tối xem có bắt được cá to hay không. Mồi hôm nay tôi trộn khô hơn mọi khi ha anh em. Hôm trước móm rồi. Tôi bây giờ tôi thì tôi cứ tính là ví dụ như kiểu được trôi hoặc là chép hoặc mè rồi đấy.
thì không tính là móm. Thế còn hôm trước thì được hai con cá diếc ấy thì tính là móm. Chứ còn tính lên cá thì vẫn cứ là lên. Như thế là móm rồi. Hai con cá diếc mỗi con khoảng 2 lạng rưỡi, hai con khoảng 5 lạng. Ok anh em, nắm xong một cục này. Rất nhanh thôi, nắm tuy xuống hồ thì cái hồ mọi khi đấy, tôi câu đấy. Nếu như mà xuống mà có gió mà không câu được lục thì tôi sẽ chuyển xuống hồ con. Chuyển xuống hồ con tôi câu thì ở hồ con thì người ta không cho câu lăng xê đâu. Thì lúc bây giờ thì tôi sẽ ném ống bơ vậy. Câu lục và ném ống bơ lăng xê. Ném ống bơ thì mình giấu ống bơ đi, người ta không để ý, người ta không thấy được ha. Gọi là câu trộm đi. Cái hồ này thì thực ra thì cá nó cũng ít như ở hồ trên, bởi vì hai hồ giá tiền nó như nhau mà. Thế nhưng mà hồ nó nhỏ nên là người ta không cho câu lăng xê, người ta câu lăng xê sợ vướng người nọ người kia. Nhưng mà thực ra đấy nó cũng chuyện nhỏ thôi, nhưng thực ra câu rất chi nó khó vướng. À, tôi thùng thính lên thì còn một buổi nữa đi câu lục là hết rồi, thì tôi lại phải bắt đầu tôi làm thùng thính mới. Thì lúc bây giờ tôi sẽ lại hướng dẫn anh em ủ thính lên thôi. Ok anh em, được rồi anh em. Đấy. Nắm sẵn 2 cục nè. Đây, còn là cái mồi này thì cho vào túi bóng. Hôm nay mà đi ra hồ thì khá chi là lạnh này. Chủ nhật hôm nay là ngày 24 tháng 2, buổi đi câu thứ ba của cái năm 2019 anh em nhé. Đó. Cho hai anh này vào đây. Hạt xốp mang theo đi để xiên này. Do là buổi chiều mới xuống khoảng 4 4 giờ 4 rưỡi tôi mới xuống nên là câu tối nên là bắt buộc phải mang đèn pin. Hộp lăng xê. Ok anh em. Thì xuống đến hồ thì mình sẽ quay phim tiếp anh em xem. Mời anh em vừa xuống đến hồ xong nhá. Cái hồ này thì người ta chỉ cho câu một cần thôi, thì tôi sẽ ném trộm một cái lăng xê bằng cái ống bơ. Đấy, cái ống bơ tôi để bên cạnh kìa. Tôi ném xong thì tôi sẽ ném thính để câu lục. Ok anh em. Đấy, cái ống bơ ném lăng xê rất chi đơn giản thôi. Bây giờ tôi sẽ mắc lục vào và ném thính. Ok nhá.
Ok anh em, khi ném xong cứ ổ rồi giờ tôi sẽ ném cục mồi to nhất và đến đâu thì cầu đến đấy. Đấy, anh em nhìn này, rất chỉ là nhiều mồi. Giờ tôi sẽ nắm chặt vào và tôi ném. Ném ra đến đâu thì câu ở đấy. Ok anh em. Xong, bây giờ tôi sẽ ném ra ngoài. Ôi giời. Khô quá. Mùi nó bị té mất làm đôi.
mẹ ngồi đéo chỗ ngồi. Đó anh em ném thính xong rồi nhá. Bây giờ còn những cái cục nhỏ này mình sẽ ném xung quanh ổ. Chân. Hai phát chuẩn luôn. Này ném đẹp quá. Ok anh em, vậy xong rồi nhá. Đấy, bây giờ ngồi chỉ rình cá vào thôi. Tí nữa có gì thì tôi sẽ quay phim anh em xem. Trôi con à? Trôi con. Vâng, hôm nay em đi làm à? Nó cuốn vào cái tầm kia rồi. Rồi, anh hai, mắc cân anh hai. Mắc cân, mắc cân. Vâng. Mắc cân. Con này vừa đẻ ra không anh ạ? Lục thì vừa ăn 7 con cá chấm xong anh em. Đây cái lăng xê ném trộm ông bơ này. Em được đẻ vậy. Đây là con cá vược, một con cá vàng với một con cá vược to. Nó mắc một vợt. Quấn nữa đi đây. Ôi giời, con này ngon đấy. Quá ngon, không được cái cảnh rồi. Ui. Có cái sửa. Chinh 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 rồi. Ui. Ui con cá vược gì mà to này. Quá ngon. À. Ừ, con này là con cá mương nhưng mà nó sau là con cá mương to như này nhỉ? Còn ngon đấy. Nhờ. Con này chả 5 lạng à? Nhờ. Anh em lăng xê đóng một con này, tôi không biết là to hay nhỏ.
sót này. Mỗi con này là con thứ hai. Những cái loại linh tinh nữa. Trôi trôi. Thôi chỉ mày. Nhảy. Thôi, được con to phết anh em ạ. Vừa phải lội hồ nhá. Dính anh em 6 giờ rồi nhá, 2 tiếng đồng hồ rồi. À, 2 tiếng chưa thấy lục chạm gì cả. Chạm thì chạm rồi nhưng mà chạm toàn rô phi. Mới cả được một vảy con cá chấm trắng. Vảy chấm trắng nó chỉ rơi con chấm trắng đấy, nếu mà so vảy thì nó chỉ hơn cân thôi. Thế còn lăng xê thì vẫn cứ lên hàng, nhưng mà hôm nay lên rất là chậm. Chiều tôi xuống đây bốn ông đứng quạt bạt tiêu này. Đây ông anh vừa xuống xong ngồi chơi một lúc. Tôi nghĩ chắc là con lục hôm nay không ăn thua rồi. Mẹ quấy to thế. Ôi anh em ơi, lại vừa lội xuống hồ này với cả cái con này. Nó chỉ khoảng tầm 7-8 lạng, 9 lạng thôi. Ôi, tôi tưởng to lắm, tôi lội hồ chết rét. Thế nhưng cái con lúc chiều thì ok. Đấy, lại dính lăng xê này. Cá vẫn cũng ăn nhưng mà ăn chậm. Đúng là nó hôm nay không bị móm anh em nhé. Anh em nhé, ống bưa lại dính nhá. Ôi giời. Mẹ. To thế con giếc. Con giếc. Anh em con giếc này. Tôi khóa con giếc này. Anh em lăng xê lại đóng nhá. Không biết là con gì nhưng mà có vẻ cũng hơi to to đấy. Thôi. Nào lôi lì thế mà lại không to lắm à. Hay là nó bị mắc ngang người anh ạ. Chắc là nhấc được. Ôi cá nhỏ rồi. Ôi. Chép à. Chép. Ui sao con. Ui một phát ba con. Cần chép này anh em. Lôi máy rất là buồn cười. Ok anh em. Nhìn này, anh em nhìn con chép này đen xì này. Một con chép, hai con chép này. Anh em ơi. Anh em nha, lăng xê lại đóng nha. Mẹ chạy khỏe phết. Đây. Đấy, đổi này. To phết đấy chứ nhỉ. Cái con lúc đấy dễ ủm đấy anh. Ui thôi. Cho nó lổi lên nữa. Rồi ok. Hay là cũng to đấy. Wow. To đấy anh em ạ. À. Không phải nhỏ đâu. Chân này. Con này nó giật một cả cần. Giật phát tung cần. Lưỡi lưng xê đóng thẳng vào trong mồm này. Ui giời. Thế này thì không ạ. Chạy vào mắt. Nó nuốt luôn anh em ạ. Vào trong mồm luôn.
túm con càng tay này. Ôi thật, anh em nhìn cái lưỡi đang xê nó đóng à. Nó đóng xuyên vào mồm này thì có mà chạy lên mây. Rồi từ từ hắn dãy. Lưỡi lăng xê này đóng vào tay thầy. Con này thì khoảng cân rưỡi cân bảy thôi. Nhưng mà cái hồ này cá này là VIP rồi anh em ạ. Ok, để mình thả cá vào túi. Anh em hôm nay đi về nhá. Hôm trước móm hôm nay không để móm được nữa rồi. Đây anh em, lên xem hàng này. Sao anh? Cuốn vào đấy á? May vừa xong rồi dòng mấy con răng xê, còn có ông anh này chứ không có dòng kiểu tây không, không có thì không không quay phim được. Ok anh em xem hàng ha. Đó. Đây anh em này, còn hôm nay là toàn hàng khủng thôi à, hôm nay toàn hàng khủng thôi đó. Ui giời, con cá chép này nghe, con anh em nhìn như con lợn bể luôn này, nhìn con cá chép này nó đen xì đúng như con chấm đen luôn. Anh ơi, anh cho con mấy con cá chép vào đâu vào túi này. Tôi đưa con chép cho ông anh mai vào lấu canh dưa, con chép vàng thì thả bể cả cảnh. Đây còn cần lục thì cũng được nhưng mà toàn là cá nhỏ thôi, được một con tôi dòng bong một con to và ông anh dòng bong một con to. Thế là chốt lại là lục không được cái gì. Ô cái giáo nó xanh cước ở đâu ấy nhỉ? Đây chép này nha. Như cước của con chép đen đấy. Chắp đen ý. Cái chả này đâu quan tâm. Anh em Huy Huy mở em cái túi game cho này vào cho nó đỡ bẩn xe. Đấy, giờ có cái này tiện không? Nhá. Một chuyện ăn luôn. Rồi anh em. Ok thôi, hẹn gặp lại anh em ở các clip sau nhá. Mình đi về đây.